mà để được Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn mình, gọi là tìm kiếm nước Thiên Chúa, thì việc đầu tiên phải làm đó là phải ăn năn sám hối. Mỗi ngày phải xét mình. Cái đó không bao giờ lỗi thời đâu. Phải nhận ra mình có tội, có lỗi. Bởi vì so với Chúa, Chúa hoàn toàn hoàn thiện, thanh khiết, vẹn tuyền, vân vân, không có chữ nào tả được. Mà mình nhơ nhớp, làm sao mình có thể đến với Chúa được? Mặc dầu Chúa vẫn chấp nhận. Cho nên tội lỗi đã làm chúng ta cách ra khỏi Chúa, làm chúng ta, chứ lòng Chúa vẫn yêu thương. Chúa là Cha, Chúa không chấp, nhưng mình sẽ thấy mình bất xứng, cho nên mình phải đáp ứng lại. Vậy tìm kiếm nước Thiên Chúa nghĩa là đặt lòng tin nơi Chúa. Đôi khi hơi khó nghĩ đó. Đôi khi nghĩ con yếu đuối thế này, sa ngã mãi thế này, Chúa có thương con không? Đó là bắt đầu nghi ngờ rồi nè. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước Chúa vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Không biết quý ông bà có thấy cái mối liên can giữa bài đọc 1 và bài tin mừng? Có người nói: Ủa, cái sách tiên tri Jonah đâu có liên can gì tới. Nó có đó. Nó nói lên tâm trạng của Jonah khi Chúa chọn ông đi đến cái thành Ninive để rao giảng sám hối. Thì ông nghĩ trong bụng: chắc chết, cái này là ngày này năm sau ngày giỗ rồi. Bởi vì bây giờ mời quý vị xuống ở dưới ngay cái đường William thôi, có 3-4 cái quán rượu ở đó, quý vị đứng rồi nói: dẹp uống rượu đi, lo ăn năn hối lỗi đi, lo năn năn đền tội đi, thì chắc nghe mấy cái chai bia nó bay vô đầu. Chứ không có gì lạ đó. Cho nên ông không muốn đi. Ai cũng biết rồi. Thiên Chúa muốn ông thực hiện ý của mình. Ông không. Ông lên tàu, ông đi tàu khác đó. Thế chứ ông đi tàu khác. Mà rồi Chúa không bỏ rơi ông. Cho bão táp tới, vân vân. Rồi người ta rút thăm. Rồi lại rút nhầm ông ấy. Cho nên mới thả ông xuống biển. Nhưng Chúa cũng không bỏ ông. Cho một con cá gì, tôi tới giờ này tôi cũng chẳng biết con cá gì. Đừng có bàn là con cá voi, vì con cá voi nó nuốt cái quả bóng của ông vừa. Miệng nó to lắm, nhưng nó có những cái lằn lá sách như cái cửa của mình. Làm sao nó nuốt ông vô được, không biết con gì. Nhưng mà nuốt vô rồi, nó mà tống ông ra mé sau thì cũng thôi lúa đời rồi. Nó lại ói ông ra mé trước, xuất khẩu ra mé trước. Cho nên ông còn sống. Và như vậy ông mới nhận ra rằng thực hiện lời Chúa là ưu tiên. Cho nên ông đi giảng rất hăng. Và ông giảng ngày đầu rồi quý vị biết mà. Ông giảng rất là thấy người ta nghe lời quá chừng đấy. Mình nghe nè. Xong rồi buổi chiều ông về. Ông lên ngọn đồi. Ông tìm thấy có cây đu đủ tía đó. Cây thầu dầu đó. Ông mới ngồi dưới đó. Rồi đêm mát mát thì ông mới ngủ. Sáng thức dậy bắt đầu trời nắng rồi. Ông thấy thành chưa bị đốt. Ông nói, nói thầm, như vậy mất mặt bầu cua quá. Mình nói mà chẳng có thấy lửa trên trời đâu hết. Ông xin Chúa cho lửa đốt ấy. Ai cũng biết, tôi không có khai thác thêm nữa. Nhưng rõ ràng, khi đã thực hiện được lời Chúa, thì ông tự phụ, ông tưởng mình có quyền trừng phạt như Chúa. Điều đó không đúng với ý định của Chúa bao giờ.
trong bài tin mừng mình nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Chúa đâu có trách bà Martha. Chúa không trách, Chúa chỉ so sánh. Lo nhiều chuyện quá, có một chuyện cần lo. Như vậy, Chúa đặt ưu tiên. Tôi nhớ câu chuyện của một giáo sư đại học. Vô giảng đường, đã nhờ sinh viên khiêng vô một cái bình thủy tinh giống như cái chậu nuôi cá đó. Cái hồ nuôi cá bằng thủy tinh. Rồi ở dưới 3-4 cái xô gì đó người ta khiêng vô. Rồi ông nói quý anh chị ngó này. Ông bắt đầu lấy cái xô toàn những đá to cỡ bằng trái banh hay bằng trái chanh của Úc đó. Rồi ông xếp cẩn thận vào, đầy ngang mặt. Ông hỏi đầy chưa? Mọi người tại vì thủy tinh mà nhìn thấy nói, dạ thưa thầy đầy rồi, thầy hỏi chi? Ông nói chưa. Thế là ông lấy sỏi nhỏ, ông đổ vào, nó vẫn vào. Khi sỏi đầy với đá, ông hỏi đầy chưa, bây giờ họ biết rồi, họ nói chưa. Tại sao chưa? Vì đổ cát nó hay là cái gì mịn hơn nó vẫn vào. Thế là ông đổ cát. Đầy chưa? Họ cũng nói chưa. Vì sao? Là vì đổ chất lỏng vào, ông lấy xô nước, ông đổ vào, nó vẫn vào. Ông bảo cho kết luận, cho bài học. Một sinh viên láo táo giơ tay lên. Thưa thầy, ý thầy nói là cứ học, rồi nhồi riết là nó cũng vô. Ông nói, tôi cho anh hay chị đó zero điểm. Không phải nhồi, mà lựa ưu tiên. Cái gì ưu tiên một làm trước, thì mấy cái ưu tiên khác nó sẽ vào. Đời sinh viên là lo học, chứ lo đi đá bóng. Đá bóng thì vui thật, nhưng mà không phải ưu tiên một. Khi nào ưu tiên một làm xong, bài vở làm xong, bài thực tập làm xong, thì đi giải trí. Nó tự nhiên nó vào. Còn mình làm ngược lại thì không có cái gì vào hết. Nó trạch lách. Nếu như mình đổ nước đầu tiên vào thì thả một hòn đá thôi nó cũng tràn. Cho nên chúng ta thấy khi đặc biệt nói về vấn đề đời sống thiêng liêng sẽ có rất nhiều khuynh hướng. Tôi không nói nhiều người bảo rằng không có giờ, chưa có giờ để nghĩ tới, là bởi vì sinh kế cơm áo gạo tiền nó dằn vặt quá sức. Thôi có những lý do khác nữa kìa. Hay là nói chưa đến lúc, bởi vì hy vọng còn sống lâu. Nếu ý thức đâu là ưu tiên thì chúng ta luôn luôn sẽ có thời giờ để làm cái ưu tiên đó. Thử nghĩ lại đi, cái gì mình thích thì mình luôn luôn có giờ. Hồi mình mới gặp cái đối tượng yêu thương của mình, sao mình nhiều giờ vậy? Cho nên bây giờ tôi đố quý vị, Chúa Giê-xu đặt cái ưu tiên số 1 cho người Kitô hữu là gì? Chúa nhấn mạnh rất nhiều lần, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và mọi sự khác Chúa sẽ ban cho. Đó là cái ưu tiên đi tìm. Chúng nó nói tìm kiếm nước Thiên Chúa nghĩa là gì? Nhưng rõ ràng Chúa Giê-xu cứ nói đi nói lại trong tin mừng. Anh em hãy ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Như vậy, nước hay vương quốc, tức là quyền cai trị của Chúa, quyền thống trị, làm chủ. Tìm kiếm nước Thiên Chúa nghĩa là trao phó đời sống của mình cho Chúa. Để cho Chúa ngự trị bên trong và Chúa hướng dẫn. Nó đẹp vô cùng, nhưng mình có làm được không? Không. Mình có thể có tiền bạc đang ngự trị, lạc thú đang ngự trị, miệng ngập đang ngự trị, kiêu căng đang ngự trị bên trong, vân vân. Mà để được Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn mình, gọi là tìm kiếm nước Thiên Chúa, thì việc đầu tiên phải làm đó là phải ăn năn sám hối. Mỗi ngày phải xét mình. Cái đó không bao giờ lỗi thời đâu. Phải nhận ra mình có tội, có lỗi. Bởi vì so với Chúa, Chúa hoàn toàn hoàn thiện, thanh khiết, vẹn tuyền, vân vân, không có chữ nào tả được. Mà mình nhơ nhớp, làm sao mình có thể đến với Chúa được? Mặc dù Chúa vẫn chấp nhận. Cho nên tội lỗi đã làm chúng ta cách ra khỏi Chúa. Làm chúng ta, chứ lòng Chúa vẫn yêu thương. Chúa là cha, Chúa không chấp, nhưng mình sẽ thấy mình bất xứng. Cho nên mình phải đáp ứng lại. Vậy tìm kiếm nước Thiên Chúa nghĩa là đặt lòng tin nơi Chúa.
đôi khi hơi khó nghĩ đó. Đôi khi nghĩ con yếu đuối thế này, sa ngã mãi thế này, Chúa có thương con không? Đó là bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Nếu đặt lòng tin vào Chúa thì phải nói dù con có tội, xin cho con đừng ở lì trong tội, nhưng con vẫn tin rằng Chúa thương con. Và tin rằng Chúa đã cho con của Ngài giáng trần làm người, chết vì chúng ta, vì mình, chứ đừng nói vì ai hết. Sách nào cũng nhấn mạnh, làm sao suy nghĩ được cái đấng bị treo trên cây thập giá đó vì tôi. Và Ngài đã tha tội cho tôi. Bây giờ tôi hãy mở lòng ra để Ngài ngự trị trong lòng. Đó là điều ưu tiên đó. Thiên Chúa giáng trần để cứu mình. Và bây giờ, cho đến khi nào mình mời Chúa đến ngự trị, thì việc cứu độ sẽ được thực hiện. Rõ ràng, hãy tưởng tượng một căn nhà không có chủ, một đất nước, một vương quốc không có vua, một đoàn thể không có người lãnh đạo thì sao? Hay một gia đình không có người chủ gia đình? Nó rối loạn. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Không chủ này có chủ khác. Chắc chắn. Nếu Chúa không làm chủ thì coi lại đi. Có thể chúng ta đang có những cái gì nó cai trị mình. Có thể là tiền bạc. Có thể là nhục dục. Có thể là danh vọng. Có thể là quyền lợi. Có thể là những vinh hoa rất phù phiếm. Nhưng nó cai trị thật. Bất kỳ thứ gì chiếm hàng đầu trong đời của mình thì nó là người cai trị. Đơn sơ. Cho nên có cái câu ngạn ngữ người ta nói tiền bạc là một đầy tớ tốt nhưng sẽ là một ông chủ rất tồi nếu mình tôn nó làm chủ. Vậy hiện giờ chúng ta đang sống dưới sự cai trị của ai, của cái gì? Đó là vế thứ nhất. Chúa luôn luôn nói hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa rồi thực hành đức công chính của người. Hai cái đó tôi tin là quý ông bà nghe nhiều lần lắm nhưng không liên kết lại được. Đức công chính của Chúa đó là cái tiêu chuẩn, cái chương trình cứu rỗi mà Chúa dành cho mỗi người. Đức công chính có nghĩa là mỗi ngày mình giống Chúa Giêsu hơn. Chúa mời làm sao đạt được mức độ như Phao-lô nói, từ lúc đó bây giờ tôi nhận ra không phải tôi sống nữa mà chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Khó lắm, nhưng mình có ước ao điều đó không? Mà theo tôi, đơn sơ nhất, tìm kiếm đức công chính của Chúa, nó nằm ở bốn chữ là kính Chúa yêu người. Hết. Đó là điều công chính. Như vậy, trở lại vấn đề, ưu tiên số một của quý ông, quý bà hiện nay là gì? Kể cả những nhu cầu rất chính đáng. Như bà Mạc Ta đang làm một nhu cầu rất chính đáng bởi vì lòng hiếu khách đối với người Do Thái là một danh dự của gia đình. Cho nên đi thiết đãi khách. Chúa đâu có trách, đâu có chê. Chúa chỉ nói cái đó có những ưu tiên con em nó chọn hay hơn. Mà không ai lấy mất được. Cho nên tôi nói cả những cái gì gọi là nhu cầu chính đáng như Mạc Ta đã làm, như mình lo sinh kế để nuôi gia đình, nó là chính đáng chứ không phải xấu. Nhưng nó có thể là ưu tiên một không? Nếu nó là ưu tiên một thì vai trò của Chúa ở đâu? Cho nên có thể là miếng cơm manh áo, là nhà ở, là tiện nghi, là cả những người thân. Có những người thân mà mình đặt quan trọng hơn Thiên Chúa là tương lai, là sắc đẹp, là công danh, là sự nghiệp, là việc học hành, đúng tất cả điều cần thiết, là tình yêu, là sức khỏe và là rất nhiều điều khác nữa. Có một điều mình biết là những gì mình tìm kiếm, mình theo đuổi thì tâm linh của mình nó gắn vào đó. Chỉ có vậy. Cho nên nếu mình gắn vào nước Thiên Chúa thì mình chịu khó nghe lời người.
và mình tìm kiếm đức công chính của Chúa là mình thực thi bốn chữ kính Chúa, yêu người. Trong Tin Mừng Matthew viết rõ, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và thực thi đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban các điều khác thêm nữa cho anh em. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta sống ở một đất nước rất nhiều tiện nghi, nhiều cơ hội. Và nếu chúng ta lại chạy theo để đánh mất cái điều ưu tiên của mình, thì đáng tiếc hơn là nằm ở những xứ thuộc thế giới nghèo, phải chật vật hết sức để lo từng miếng ăn mỗi ngày. Đây chúng ta không đến nỗi, không thấy ai chết đói đó. Có chết bội thực thì có. Nếu tôi nói không lầm, có hai đám tang ở nhà quàng kế bên, cách nhau không xa. Cả hai chết vì bội thực. Ai cũng còn nhớ, cách đây 3 năm mà, chứ không nhiều. Một ông và một bà. Tội nghiệp đó, ăn no quá chết. Chứ ở đây có ai chết đói đâu. Chưa nghe ai chết đói hết. Xin Chúa ban cho chúng con hiểu điều ưu tiên chúng con chọn. Chúa không chọn giùm được. Chúa mời thôi. Tiên vàng, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và thực thi đức công chính của người. Xin Chúa ban cho chúng con một buổi chiều thứ ba. Chúng con hiểu điều đó để sống. Để sống đẹp lòng Chúa và có thể nói như Thánh Phaolô, từ nay không phải tôi sống mà Chúa Giêsu sống trong tôi. Có một ông có một chiếc xe mới cáo cảnh, chuyển cười mà, đậu vô cái bãi đậu xe, vô nhà hàng ngồi ăn. Được chừng 10 phút, có 4-5 tên mặt mày bậm trợn đi vô, nói chuyện thật to rồi. Anh này cũng khó chịu quá mà, anh ăn xong rồi, anh đi ra thì thấy nước sơn, nó sơn lên xe anh. Thì đám đó chứ không ai, cho nên nổi hứng lên vô, ê! Thằng nào sơn lên xe tao? Thì 4 thằng cùng xông tới. Muốn gì? Em chỉ muốn hỏi là nước sơn nó khô chưa thôi. Chưa khô thì lúc đó nó xẹp xuống. Cũng oai đó, làm cũng tướng cũng ngon lắm. Tôi kể hồi nãy cho người già. Có ông bên Mỹ gửi tôi chuyện này. Trong cái thang máy, có ông khoảng 70 cỡ tôi rồi, với thằng bé 10, 11 tuổi, hai người cùng lên. Đứng nó cũng buồn mà thằng nhỏ nó ăn cây kem ngon lắm, nó cứ cắn cái cây cà rem á, nhai nhai. Một hồi ông chịu không nổi, ông nói này cháu, dạ thưa bác muốn hỏi gì? Không, cháu đừng có ăn kem, hư răng hết, và nước ngọt nó cũng tốt nữa. Cảm ơn bác. Cháu bỏ đi. Nó cứ đứng nó ăn. Ông nói thì bỏ đi đừng ăn nữa. Có thùng rác ở trong cái góc của thang máy đó. Nói dạ thưa bác, năm nay bác được mấy mươi rồi? Ta 70 rồi mày. Thua bà nội con rồi. Bà nội con 95 rồi. Vậy à? Vậy bà nội không ăn kem phải không? Nó không. Bà nội không xía vô chuyện ai hết, cho nên mới sống lâu vậy. Có nghĩa là ông xía vô có bữa có thằng nó quánh ông á. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúa ơi, Ngài ở đâu giữa cuộc đời? Phải chăng là cơn gió dịu êm làm xua tan sức nóng chưa hè, dù hồn con mắt trong. Chúa ơi, Ngài ở đâu? Có phải trong khoảng lặng của tâm hồn để con dừng lại chốn thinh không, ngắm nhìn Ngài trong say mê bất tận, để con được mãi ở bên Ngài. Ngài
ở đâu giữa dòng đời vội vã, vì con mải mê tìm kiếm danh vọng, đôi mắt con dần trở nên mù quáng. Nào ngờ đâu Chúa đang ở ngay bên, xin để con ở lại bên Ngài, cho con yêu như tuổi trẻ thanh xuân, để bình an bên Ngài con sống mãi. Chút hiểm nguy có Chúa con sợ gì?